Ngày 20 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Thị Bình Minh, nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ năm 2022 đến 2025, nguyên Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ năm 2010 đến 2015, nhiệm kỳ 2015 đến 2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, đồng chí Trần Thị Bình Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt dự toán của dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trương Ngọc Khôi, đảng viên, nguyên là đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do đồng chí Trương Ngọc Khôi đã có hành vi nhận hối lộ. Cũng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Xuân Hải, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do, đồng chí thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để đơn vị xảy ra nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với Đảng ủy Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.